Sau cái phần thử thách thú vị vừa rồi thì hai bạn có thêm phần ấn tượng nào không? Và dành cho ai? Em chọn ảnh số 2. Ok. Còn Khuê nè, bạn ấn tượng với người nào? Dạ, em ấn tượng với anh Quý ạ. Cái anh dễ thương Số 4, chưa có tới hôn nhân kịp liền tại các bạn. Mới quá, tôi không có dám khuyên câu đó. Nhưng mà quen của cái người này rất là thú vị. Dạ. Tại vì có thể người ta không giàu, nhưng mà mỗi ngày người ta sẽ làm cho mình vui. Còn anh Trung Kiên kia, ảnh hiền quá, ảnh lành lặn quá. Thật sự thì theo em á nha, bạn Kiên thì bạn sẽ phải phù hợp với một người phụ nữ, cái tính khác, cái cá tính họ phải mạnh hơn, mạnh mẽ đó. Ông Kiên này ông phải lấy tôi nè, chính xác, cái tính phải gì hơn, phải lấy cái người mà cứng tính như Hương. Kiên đừng buồn Hương nha, em phải lấy một người mạnh mẽ, có nghĩa là bao quát hết luôn. Cho nên mời giữ lại đèn của anh số 4. Trước khi chào bạn Kiên thì mời hai bạn gái lên sân khấu quay mặt ngược lại đây để tất cả khán giả được chiêm ngưỡng hình ảnh thiệt của ba anh chàng. Mời hai em lên sân khấu. Không được quay lại ha, mời ba màn hình. Quý xuất sắc, đẹp trai quá Quý ơi. Ai xuống mặc bộ đồ chụp tấm hình vậy? Đi họp da đúng không? Dạ. Số 4 sao? Số 2 sao? Số 1 sao? Tắt 3 tấm hình, hai bạn về chỗ. Mời Trung Kiên à. Trời ơi, đẹp trai quá trời. Đâu phải riêng thời gian, vấp ngã trong tình cảm cũng khiến bản thân trở thành một con người hoàn toàn khác. Không phải thay đổi, mà tự cảm nhận mình trưởng thành hơn những ngày trước đó. Trưởng thành nên phải chờ đợi khá lâu trước khi quyết định mở lòng. Trưởng thành nên nào dám ngộ nhận tình yêu chỉ sau vài phút trò chuyện. Có điều trưởng thành của anh vẫn chưa đủ để một cô gái cá tính như em tựa vào rồi. Sao không đi làm kép cái lương luôn, lại hát cái lương hay nữa. Dạ hiện tại thì em cũng đang theo đoàn cái lương ạ. À vậy hả? Thôi lấy tên là gì? Dạ là Trung Kiên luôn ạ. Nhạc bolero được không? Dạ cũng được chút. Hát tặng giao lưu trước khi ra về coi. Dạ. Giọt cà phê đầu tiên rơi trong đáy ly sầu, và mùa xuân cùng rơi theo trên xứ lạ quê đông. Giọt cà phê đầu tiên đắng tâm hồn người tha phương, dù cà phê đậm hương. Cái bạn này bạn hát bạn thả hết cái tâm hồn bạn vào, một câu cũng thả, thích dễ sợ. Nhưng mà quan trọng là hai bạn gái của mình, mời Khánh Linh. Sau khi nghe bạn hát xong, nhìn thấy bạn không có đeo mặt nạ, Linh thấy sao? Rất đẹp trai, hát rất hay, nhìn chưa phù hợp lắm và chắc sẽ phù hợp nhiều hơn mọi người khác. Đúng rồi, sẽ rất là nhiều bạn ở dưới đây và đang xem tivi mê lắm. Bà kia bà gật lia lịa luôn rồi, chần xỉu luôn giờ. Cảm ơn Trung Kiên đã có mặt ngày hôm nay. Bây giờ là phần quan trọng, bí mật của nàng. Chúng ta sẽ khám phá hai chiếc điện thoại của hai cô gái xinh đẹp. Mời. Quê cho phép chị xem cái màn hình điện thoại chờ của em được không? Ai vậy? Dạ mẹ của em ạ. Mẹ đẹp, đẻ con đẹp. Chào mẹ, về gửi lời giùm chị nha. Dạ. Dạ mẹ đẹp quá. Ơi món hoa đâu vậy ta? Mới sinh nhật mẹ em và em tặng hoa cho mẹ. À vậy hả? Cho chị con một tí hình ảnh của em được không? Dạ được ạ. Ủa vui quá nè. Em với em gái em có một chuyến từ thiện ở trên Đà Lạt mới vừa rồi, xong rồi kết hợp đi chơi luôn ạ. Em gái của em. Có ba mẹ con? À dạ không, bé này là hỗ trợ về phần make up của em mỗi lần em có sự không, chị nói là giờ nhà em là có ba dạ, mẹ con. Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Dạ. Trước đây em làm gì? Trước đây em là diễn viên ạ. Rồi tại sao em làm tiếp? Lúc đó là em có quen bạn trai, em có đi casting một cái phim truyền hình và một phim điện ảnh, thì lúc đó em được trúng vai chính của cả hai phim đó luôn. Thì nó hơi cực khổ là em phải chạy hai phim cùng lúc, nên người bạn của em thấy làm nghệ thuật cực quá, áp lực từ cái người bạn mà em quen, nên em rồi và ngưng lại bao lâu? Gần 5 năm ạ. Trời ơi, cả cái thanh xuân của em. Dạ đúng, cả thanh xuân. Chị xin lỗi em quay trở lại em sẽ không được đóng vai chính nữa. Dạ đúng. Tại vì
bắt đầu đóng vai chị. Dạ. Vai thứ rồi. Nên sự trở lại này của em đó là một cái sự rất khó khăn. Dạ. Anh đã có một giai đoạn gần như vậy, khoảng 3 năm mà anh cũng không có tiếp tục, anh tránh né cái sân khấu. Vinh còn nói với chị là thay vì cái đường đi ngang qua sân khấu, Vinh đi đường khác. Dạ. Để không nhìn thấy cái sân khấu. Em cũng vậy. Khi mà những bộ phim điện ảnh mà được công chiếu đến rạp là em đấu tranh rất là dữ dội. Em có nên đến rạp để đi xem bộ phim đó hay không? Nhưng anh đã trở lại và anh mạnh mẽ hơn xưa. Cho nên á, em nghĩ là không có gì là khó. Tại vì bây giờ bạn ấy bạn biết bạn muốn cái gì rồi. Có cái hình đẹp quá. Cái gì vậy? Vương miện gì ạ? Thi gì vậy em? Hoa hậu gì vậy? Em thi Hoa hậu phụ nữ toàn cầu ở Pháp ạ. Năm nào? Dạ năm ngoái ạ. Được giải gì? Dạ Hoa hậu ạ. Zoom nhẹ lên cái em ơi. Nữa. Ờ đó dừng. Ui tôi chết rồi. Mệt. Quý mệt nữa. Chuyển người hả chị hơn? Chuyển đi chứ giờ để ngắm hoài. Chuyển qua Khánh Linh đi. Khánh Linh ơi. Dạ. Cho chị xin phép xem màn hình em nha. Dạ. Trời ơi đẹp quá vậy. Trời ơi cưng quá à. Hình này bạn chụp lâu chưa? 3 tuần trước. 3 tuần trước? Dạ. Wow hình đẹp quá. Bạn cho phép chương trình vào cái mục menu, thói quen của bạn hay xài những cái phần mềm nào? Bạn thích xem phim ha? Dạ. Bạn thích đi xe bus? Không phải là thiết nhưng thấy an toàn vào. An toàn. Cũng được. Em chụp hình đẹp quá, cho chị cho vài tấm hình em trước được không? À, dạ. Xin hình trước đi. Ha. Dễ thương dạ. Quá kìa. À, cái này em đi Dallas. Thật sự thì em rất thích đi Dallas. Em đi Dallas được 4 lần rồi. Đi Đà Lạt nha quý vị, còn Dallas là bên Mỹ. Dạ. Dạ hơn Dallas thôi, Dallas của mình mà. Dạ đi Đà Lạt cái chỗ của nước mình đó đẹp vậy đó quý vị ơi. Rồi bạn tham gia hình như là cái lớp học hay là cái gì nhỉ? Tại vì em cũng đi đi dạy tiếng Anh và cái này là lớp nhỏ của lớp, em á. Lớp nhỏ ha. Dạ. Bao nhiêu tuổi bạn? Dạ nhỏ nhất thì từ 1 tuổi, lớn nhất thì bạn tối chị cũng có, lớn hơn chị cũng có. Ồ, oh, bạn rất yêu động vật. Dạ, nên là con chó ốm nè. Bao lâu rồi bạn chưa có yêu ai nhỉ? Cũng lâu lắm rồi, tại vì thật sự thì tình yêu thật sự của em là tình yêu đầu tiên khi em còn học sinh 10 lớp 11. Còn sau đó khi em chia tay em cảm thấy rất là buồn thì em quen một người khác nhưng cho bỏ người đầu tiên đó, ý là lập chỗ trống thôi. Đúng rồi. Rồi sau đó em quen một người nữa, bạn bè học với nhau thôi. Nhưng em thấy anh này rất là cố gắng và làm tất cả cho em thì từ từ em cũng chấp nhận. Nhưng cuối cùng em thấy cũng mình không phù hợp. Anh đó là người Nga luôn hay là người? Dạ không, em chưa bây giờ quen người nước ngoài, em chỉ quen người Việt Nam thôi. À anh đó là người Việt Nam. Dạ, nhưng anh này từ miền Bắc, đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì không biết là bạn đã sẵn sàng để chấp nhận người khác hay chưa? Cũng qua thời gian rất là lâu rồi thì bây giờ chắc chắn là em sắp sáng cho trái tim của em cơ hội cho bản thân em thử một lần nữa. Dạ, bây giờ là giây phút cho hai bạn trai bên trong sẽ được khám phá hai cái điện thoại này. Trong lúc đó chúng ta nghỉ giây lao trong vòng ít phút. Phần quan trọng nhất, hai bạn nam sau khi xem điện thoại, sau khi lắng nghe những cái chia sẻ và bạn sẽ là người quyết định gọi hay không gọi cho hai bạn nữ. Mời hai bạn nữ theo mình. Xin mời. Cầm điện thoại theo nha. Và bây giờ là giờ phút quan trọng nhất của ông Mai bà Mối. Lúc nào cũng chờ giây phút này rộn ràng giống như là sắp gọi cho em vậy. Chắc gần hơn trước đi ha. Dạ. Anh tự gì nói em đưa điện thoại ra chứ. Không ai gọi cho em đâu Vinh à. Có chị gọi cho em thôi. À có mẹ gọi. Và bây giờ mời Khoe dơ cái điện thoại ra đằng trước. Quý suy nghĩ thật kỹ. Mặt kỳ, mặt sắp có vợ rồi. Cười lên cơ. Suy nghĩ thật kỹ coi có gọi cho người ta không. Rồi mời em. 10 Em có quen bạn trai gần 5 năm ạ. Trời ơi, cả cái thanh xuân của em. Dạ đúng, cả thanh xuân. Bạn của em thấy làm nghệ thuật cực quá, áp lực từ cái người bạn mà em quen nên em... Rồi bà ngưng lại. Alo đi em. Alo, có phải Khoe phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Anh là anh Quý. Thì nghe được cái câu chuyện em kể, tình cảm cũng như sự nghiệp của em á, anh hứa là mình sẽ là một phía sau của một người con gái thành đạt. Chúc em hạnh phúc. Thằng ra nói cúp máy đi, xin người ta nắm tay được không? Nhìn thẳng vô mắt coi. Em có cho phép mình nắm tay của em không?
đẹp quá. Em là hoa hậu của lòng anh. Em là hoa hậu của lòng anh. Bên trong của em đang thiếu tình yêu thương, thì anh hiểu được điều đó và anh sẽ chữa lành. Em không biết nói gì nữa chị. Lao bằng mắt em. Lao bằng gì? Lao bằng gì? Thương quá à. Anh không phải là tự người để lao cho em, mà anh chỉ đưa cái khăn cho em tự lao. Tại vì anh không thể lúc nào cũng bên cạnh em, chỉ có động viên em về tinh thần và tự em đứng dậy để em thành đạt thôi. Wow, hay quá. Một tấm chân thành nhỉ. Cũng khá lâu rồi mình mới nghe được một cái lời lẽ mà nó chân thành như vậy. Đã thành công một cặp rồi, chúng ta sẽ chờ đợi cặp thứ hai ha. À, Khánh Linh ơi. Dạ, anh ơi. Anh có cho em đi ăn ốc không ạ? À? Anh rất sẵn lòng. 10 Nếu anh làm cái gì sai, anh làm em buông, anh chỉ cần cho em đi ăn ốc là được rồi. Vậy em có muốn về Bình Định để đi bắt ốc với anh không? Đi luôn thôi. Alo đi. Dạ alo, em nghe ạ. À? Anh sẽ dẫn em về Bình Định, hai chúng ta sẽ cùng đi bắt ốc và anh sẽ làm ốc cho em ăn. Và anh sẽ đưa em đến những nơi, những cảnh đẹp của Việt Nam, đất nước của anh, để giới thiệu cho em, và anh với em sẽ có những kỷ niệm đẹp trên những hành trình của chúng ta. Thì bây giờ mình đi thôi hả?